vì Ngài là đấng luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc mọi cuộc đời của chúng con. Cha, chúng con cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay Ngài cho chúng con có cơ hội được ra mắt và thờ phượng Đức Chúa Trời. Và lời Chúa nói với chúng con rằng nơi nào có đôi người thuận nhau dưới đất hiệp ý tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa thì Ngài sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng con. Trời ơi, buổi tối hôm nay chúng con cầu nguyện trình dâng những nan đề của chúng con lên cho Chúa. Trời ơi, chúng con cầu nguyện trình dâng nan đề của cô Huệ ở trong bàn tay của Ngài. Trời ơi, xin Chúa Ngài chúc phước trên đời sống của cô. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chọn con người này và người này đã thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, Ngài là đấng luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc đời sống của con cái của Ngài. Và Chúa ơi, người này là cô Huệ, cầu xin Chúa, xin Ngài chúc phước cho cô có một công việc tốt lành để cô có thời gian thờ phượng Chúa. Xin Chúa cũng thăm viếng, Ngài đụng chạm và chữa lành trên đời sống của cô. Trong danh Chúa Giêsu, ta truyền cho những cái bệnh viêm niêm mạc dạ dày, bệnh bướu cổ và bệnh ngứa về đêm, trong danh Chúa Giêsu phải đi ra khỏi con người này. Và trong danh Chúa Giêsu, ta công bố bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, cô Huệ tiếp nhận sự chữa lành của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì là Chúa nói chúng con rằng đức tin của chúng con sẽ chữa lành chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Và xin Chúa, Ngài là đấng biết những cái nhu cầu nan đề của chúng con. Ngài biết cô có một cái nan đề, đó là có người em chồng của cô đang thiếu cô 30 triệu. Xin Chúa, Ngài chúc phước trên cái người em chồng này để người này có tiền để trả lại cho người chị em chúng con số tiền là 30 triệu. Chúng con cảm ơn Ngài. Trời ơi, chúng con cũng dâng đời sống của bà cụ Vũ Thị Mừng trong bàn tay của Ngài. Xin Chúa, Ngài chạm đến đôi mắt của bà và phục hồi đôi mắt của bà, chữa lành đôi mắt của bà. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con công bố rằng cái đôi mắt này sẽ khôi phục trở lại giống như sự sáng tạo ban đầu của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Trời ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là Jehovah Rapha trên đời sống của chúng con, là đấng luôn muốn ban phước và chữa lành cho mọi đời sống của chúng con. Nơi nào có sự hiện của Chúa, nơi đó có sự chữa lành. Và buổi tối hôm nay, chúng con dâng đời sống của chị Nguyễn Thị Diệu trong bàn tay của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, con công bố đẩy lùi những cái bệnh đau cổ họng, sốt và rét ra khỏi đời sống của chị Nguyễn Thị Diệu này. Và ta công bố với lần roi Chúa Giêsu chịu, cái đời sống của chị Diệu này sẽ tiếp nhận sự chữa lành của Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự chữa lành của Ngài. Xin Chúa tuôn đổ sự sống mới của Chúa, năng lực mới của Chúa ở trên đời sống của chị Dự, để chị sẽ được sức mới của Ngài ban cho. Vì là Chúa nói với chúng con rằng nhưng ai trong đời Đức Giê-hô-va chắc sẽ được sức mới, có cánh bay cao đi như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Xin Chúa thêm sức mới trên đời sống của chị, để trong những ngày tới chị có sức mới của Chúa và bước đi và phục vụ Đức Chúa Trời một cách tốt lành. Chúng con cảm ơn Ngài. Trời ơi, con cũng trình dâng đệ tớ của Chúa là một sư tàng trong bàn tay của Ngài. Lạy Chúa, Ngài là đấng luôn luôn ở cùng và chúc phước cho cái đệ tớ của Ngài. Và lạy Chúa nói với chúng con rằng khi chúng con đi tới thì sức lực lần lần thêm. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con công bố rằng sức lực của Chúa sẽ tăng thêm, sẽ thêm lên trên đời sống của đệ tớ của Ngài. Trong danh Giêsu, ta truyền cho cái bệnh đau đầu phải đi ra khỏi đời sống đệ tớ của Chúa. Trong danh Giêsu mà ta công bố cái sự chữa lành của Ngài đến trên đời sống của một sư tàng. Trời ơi, xin Ngài tuôn đổ sức mới của Ngài, năng lực mới của Ngài trên đầy tớ của Ngài. Xin thêm lên trên đầy tớ của Chúa năng lực mới của Chúa, để đầy tớ của Chúa trong những ngày tới bước đi phục vụ Chúa một cách tốt lành và đem dắt nhiều linh hồn trở về với Chúa. Con cảm ơn. Trời ơi, buổi tối hôm nay cầu xin Chúa Ngài chúc phước cho từng thành viên, những người nào có mặt trong căn phòng này. Cầu xin sự nhiệt của Chúa tràn ngập trên mọi đời sống, mọi tấm lòng của chúng con. Trong danh Chúa Giêsu, những cái linh nào quấy rối cản trở, linh đau yếu bệnh tật nào, trong danh Giêsu phải đi ra khỏi căn phòng của chúng con. Amen. Danh Giêsu, chúng con công bố sự chữa lành của Chúa đến trên từng người một chúng con, sức mới của Ngài đến trên từng người một chúng con, dầu mới của Ngài đến trên từng người một chúng con. Chúng con Amen. Con mỗi người chúng con ở trong bàn tay của Chúa, và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư ạ. Cảm ơn mục sư. Chào mục sư Tuấn ạ. Chúa ban phước cho thầy Tuấn. Máy của mục sư Thành cộng nguyện nó cũng không bị trục trặc gì ạ. Cảm ơn Chúa. Nãy có nghe được không anh Tuấn à? Vâng, nghe được đúng không sư ạ? Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa. Chào mục sư Tuấn, Chúa ban phước cho mục sư. Dạ. Yeah. Chào mục sư Thành. Thời giờ mình sinh hoạt có chút xíu thay đổi ha. Sớm hơn một tiếng.
giờ Việt Nam mình sẽ bắt đầu từ 7 giờ đúng rồi, 7 giờ cho tới 9 giờ tối. Mẹ, cảm ơn. Mình có một số máy mới nè. Chào anh Tuấn ạ. Chào anh Tuấn. Dạ. Chào tất cả anh chị em trong phòng cùng một tuần cầu. Chúc tất cả anh chị em. Cảm ơn. Ai yêu đấy. Cảm ơn chú. Nhìn thấy có sớm có một tiếng. 1, 2, 3. Cô Thơm. Chú không nghe sao? Không nghe nhà mình chào à? Anh Tuấn đẹp tài thế. Tuấn khỏe không anh Tuấn? Tuấn khỏe hoa. Đức Chúa Trời đẹp trai thế. Anh Tuấn. Không nghe thôi. Có nghe à? Anh Tuấn nghe anh Tuấn. Dạ có nghe được đó. Nghe được chân quá thôi. Rồi mình sẽ dành một vài phút để mình chào những anh em mới vào ha. Lại các bạn mọi người đợi chút xíu ạ. Rồi chủ máy của thầy Kiệt á. Dạ. Em bên của thầy Kiệt á, bên mục sư Kiệt á. Rồi xin chào ạ. Xin hỏi anh tên gì ạ? Dạ. Em tên Dương thầy Tuấn. Rồi. Dạ. Kiệt Tuấn Kiệt cũng đang ở chung trường với em, trường Kinh Thánh. Rồi, ước cho các bạn. Dạ. Rất là chú gặp anh Dương ở trong phòng phòng nguyện ha. Dạ, cũng lên mấy ngày rồi đó anh Tuấn. Vậy. Nhưng mà tại vì không có mở hình lên. Vâng. Rồi, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước trên Dương nha. Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh Tuấn. Chào cô Thơm, cô Thái, cô Thảo. Chứ còn hai máy mới nữa đó. Là một cái máy số S với số 85 cuối đó, không biết của ai à. Còn cái máy kia chỗ mùi sư Thái bị đứng rồi. Rồi, xin chú ban phước cho hết thảy. Cái giờ sinh hoạt của mình là từ thứ hai cho tới thứ bảy nha. Ừ. Rồi bắt đầu mình mở máy lên rồi, được rồi. Thay đổi thì giờ hả thầy Tuấn? Bắt đầu 7 giờ à? Bắt đầu 7 giờ, một năm mình thầy sẽ thay đổi 2 lần một xưa ạ. Dạ. Tại ở bên Mỹ bây giờ mới thay đổi đó, giờ hơi sớm hơn một chút xíu nữa. Dạ. Nếu mà tưởng vậy thì giờ ít quá. Bây giờ từ nếu như vậy thì đúng như mà vậy có khoảng 5 giờ là thời giờ thấy ít quá, thành ra cho sụt lại một chút xíu để thời gian có nhiều thời gian để cầu nguyện. Yeah. Một năm mình thay đổi 2 lần, một lần mới là mình bắt đầu từ 7 giờ, một lần là sẽ bắt đầu từ 8 giờ vậy thôi. Xin chào anh Lâm nha, có phải anh Lâm riêng đây vừa mới lên không ạ? Chào một sư Tuấn nha. Cảm ơn chị. Một sư Tuấn vô xe. Một sư ơi, nhà một sư cầu nguyện một số vấn đề không một sư ạ? Alo. Vâng. Dạ có nghe cái máy của thân chủ của Nguyễn Quốc Lập đó, bây giờ nghe được rồi đó. À nghe được chưa? Mọi người nghe được chưa? Dạ nghe được rồi đó. Xin cho biết quý danh ạ. Không biết. Tạ ơn Chúa. Hôm nay có anh Tuấn ở Dô Xê trong hiệp hội Tin Lành Quảng Linh cho tôi cái mã này lên tôi mới vào được. Tạ ơn Chúa. Phải một chuyện đứng nhau thế nào? Đấy, hôm nay có cái cuộc họp của hiệp hội thông công Quảng Linh nên là tôi cũng thông báo với mọi người là có phòng cầu nguyện rồi, cũng với các mục sư là nếu như mà có nhu cầu đến phòng cầu nguyện thì tôi sẽ liên lạc với lại mục sư Kiệt. Rồi Quảng Linh là có khoảng 20 hội thánh
20 hội ở Quảng Linh ở trong hiệp hội thông công đó, thì tôi cũng thông báo với anh em thì hôm nay có một số người chắc là vào được. Amen, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư ạ. Amen. Rồi mình có nhu cầu gì thì mình là giờ này mình là cái này nó hơi nhờ mục sư Tuấn vô xe cầu nguyện ha. Vâng. Mục sư Tuấn ghi dùm cái năng đề hồi nãy giờ mà chắc mục sư mới vào á. Cô Thắm mới tin Chúa mà bố mẹ bị quỷ ám, cho nên tình trạng này xin Chúa giải cứu cô Thắm á. Đó là năng đề thứ nhất nha mục sư. Cô Thắm mới tin Chúa mà bố mẹ bị quỷ ám, cần Chúa thương xót cứu cả bố mẹ cô Thắm luôn. Thì gia đình này là giống như bị rủa xả đó, bị sống trong một cái tai họa gì đó, kéo lại thành cửa rồi suy sụp, tang thương lắm, nên họ bây giờ họ cũng trong sự tâm tối, họ lại không có chịu tin Chúa đó. Chúa giải cứu qua cô Thắm mà bố mẹ cô, gia đình cô được giải cứu. Vâng. Yeah. Thứ hai là cháu Phạm Gia Như, con của cô Tiểu Minh nó cũng bị ho sốt. Cháu Phạm Gia Như, nãy cô Tiểu Minh cảm vào phòng á, bị ho sốt khi cùng, chứ chưa làm cho cháu hoàn toàn luôn. Chào nhá. Chào nhá. Chúng ta là một cái đứa ơi. Chúng ta là cháu Trần Nhật Minh. Chào Vinh Hoa. Dạ, chào anh Tuấn. Em chào hết thảy các mục sư và chào các cô, các cô. Dạ. Chào Vinh Hoa nha. Chào. Chào mục sư. Mục sư Tuấn, mục sư Tuấn. Mục sư Tuấn đi với cháu Trần Nhật Minh đi nghe mục sư Tuấn. Mục sư Tuấn ơi, cháu Trần Nhật Minh nha. Chú tâm sức để truyền hóa chất trong bệnh khi bệnh nhiễm trùng không ấy truyền dịch phổi, tràn dịch phổi. Xin mục sư cầu nguyện giúp cháu Trịnh Nhật Minh ạ. Trịnh Nhật Minh. Vâng, ngày mai cháu vào viện truyền hóa chất ạ. Của đợt ba. Vâng. Vâng. Cháu bị cái di căn phổi ạ. Vâng. Thưa mục sư là mục sư cầu nguyện giúp cho mẹ cháu ạ, tức là em ạ. Tại vì là vì cái việc mà cháu ốm đó, cho nên là em phải nghỉ việc để chăm sóc cho cháu. Và cái chính thế mà cái công việc của em thì cứ lúc cứ nghỉ đột xuất như vậy, cho nên là bây giờ có người khác làm thay rồi ạ. Nên là tinh thần là hiện tại là không được đi làm nữa. Cho nên là em cũng buồn một phần vì cháu ốm mà một phần vì nó lại mất cái công việc tốt đi ạ. Vâng. Nhưng một phần thì em lại cũng có kế hoạch là đi học trường Kinh Thánh vào tháng 3 này. Vâng. Thế em nghĩ là cũng có thể là Chúa thu xếp cái việc mà không không cái công việc của em ấy, có thể là Chúa ngừng cái công việc để em đi học Kinh Thánh. Em nghĩ là cũng có thể như thế, nhưng em vẫn cảm thấy buồn và cũng vẫn lo cho cái tương lai sau này ạ. Cho nên em muốn là xin mục sư cầu nguyện giúp là làm sao để em vẫn có thể có công việc làm và vẫn có thể đi học được trường Kinh Thánh ạ. Vào tháng 3. Trường Kinh Thánh em thế nào đấy? Thì học trường Kinh Thánh nào ạ? Dạ, em học trường Thánh Lời Sự Sống ạ. Rồi, ok. Giống như là tăng ngô. Mà vô đó là vô cái đó là nó mình có thể mở được tất cả. Mình có thể tham gia nè. Cũng đi Zalo lên, Zalo. Cách thử, bớt không? Chào mục sư Thái nha. Dạ, chào anh Tứng. Anh Tứng nghe rõ không Tứng hả? Dạ, nghe rõ, nãy giờ thấy mục sư bị rớt hoài à. À, bị rớt đang nói với mấy mục sư đây đặng mà giới thiệu cái phòng mình đó. Mục sư đang xài 3G ạ. À, chào 3G. À, kính chào mục sư Tính. Chào mục sư. Dạ, chào.
ở đây có wifi nhưng mà wifi chỗ đây quá là tiếng Anh. Dạ dạ. À kính. Đi đứng nữa rồi đó. Yếu thiệt. Đứng ở Quảng Ninh. Dạ, yeah, có nghe được chữ Quảng Ninh đó một sư ạ. Cảm ơn chú. Xin chú cho mọi người có wifi hết để sử dụng được. Tại khi mình đông lên đó là 3G á, nó VA đi vào á, nó không còn nổi. Yeah. Một vài người thì được, nhưng mà khi đông lên rồi đó là cần phải đường dây mạnh mới wifi mới vào nổi. Vì mình xài hình đó. Chưa. Dạ, yeah, xin một sư Tuấn cũng cầu nguyện cho anh nhà em, vì đoàn mục sư, vì các bà mục sư Nhường đang đi ra Bắc Giang có công việc chữa ban giáo nhóm ở ngoài đấy. Xin chữa chúc phước và mục sư cũng cầu nguyện cho anh để sáng mai anh giờ anh đi ra sân bay làm thủ tục để đi sang Nga. Tên là Xuân Thủy mục sư ạ. Dạ. Cầu nguyện cho ai đấy nhỉ? Xuân Thủy là ông xã của Việt Hòa. Dạ. Anh đang đi công tác ở Bắc Giang với đoàn mục sư, với lì bà mục sư Nhường đang đi ra ngoài đó để bàn giao công việc với nhóm ngoài đấy. Thì xin chúa chúc phước cho đoàn đi và về được bình an. Đã đó gặp gỡ mọi người được chúa chức dầu, chúa chúc phước để sáng ngày mai khoảng 8 giờ anh đi ra sân bay làm thủ tục để đi sang Nga thì được bình an mục sư ạ. Chúa xin giữ chuyến bay cho anh và hết những cái hành lý mà đi cùng thì được bình an. Sáng tự được một số Nhượng, một số Nhượng với một số Bảo thì giờ đang ở tàu, trên tàu đi từ từ Đà Nẵng ra Nha Trang để sáng mai làm việc với một ông xã mình ở Nha Trang mà sao có ở Bắc Giang ở à. Ba một số Nhượng, ba mục sư ạ. Dạ, ba mục sư với lì các mục sư, mục sư các mục sư ở nhà em cũng không biết là những ai, nhưng khi quay lên thì thấy nó là cô Phượng. Cô Phượng, dạ bà Phượng đấy. Anh Thủy là từ Nga đi về Việt Nam để làm công việc Chúa ở Việt Nam hồi xưa. Bây giờ là chuẩn bị trở lại Nga. Ok. Yeah. Yeah. Sáng ngày mai thì anh sẽ bay lại, bay sang Nga lại đấy. Yeah. Cảm ơn mục sư và cảm ơn cả phòng. Cảm ơn chưa. Mục sư Tuấn ơi. Có. Em mục sư Tuấn và mọi người nhớ đến công việc của con, ngày mai con đi phỏng vấn thì xin Chúa ngày cùng sức giàu trên công việc và ban thêm sức trên công việc của con để rồi công việc được thuận lợi trong quyền năng của Chúa, trong sự dẫn dắt của Chúa. Cô Thùy á mục sư ạ. Đi phỏng vấn à? Chào Hoàng Yến nhé. Vâng, hôm nay đi phỏng vấn công việc ạ. À. Cảm ơn Chúa. Mình cầu nguyện được chưa? Vâng, nếu không còn gì nữa thì chắc kính mời mục sư cầu nguyện ạ. Dạ, xin mời hết thảy anh chị em chúng ta hiệp một trong sự cầu nguyện. Chào thằng chủ của máy tên là Hiền Phương nha. À, anh Tuấn này. Dạ. Và anh Tuấn này, em hỏi anh ở trên chỗ Bắc Giang hay ở chỗ Lục Nam, anh quay ra có nhà thờ nào gần đó không? Ở Bắc Giang. Vâng, ở Bắc Giang chỗ điểm gần nhất ở khu chỗ huyện Lục Nam ấy, anh xem ở dưới đấy có chỗ nhà thờ Tin Lành nào không anh? Anh xin cho xin số điện thoại ạ. Lục Nam không có ạ. Điện thoại của anh. Số điện thoại của em á? Vâng ạ. Số điện thoại của em đang hiện tại em đang ở bên Đài Loan chị ạ, em ở chỗ chị Hoàng Nam đấy. Em ở chỗ chị Hoàng Nam đấy chị ạ. Nếu anh lấy số điện thoại của Hội Thánh ở Lục Nam thì em có thể lấy cho anh ạ.
Tức là một địa tức là tận ngoài Lục Nam mới có, đi sâu trong nữa có chỗ nào có không? Anh Tuấn có biết không? Mọi người có biết không? Đi sâu trong nữa có không? À, có một người bạn đang nhóm ở tại Hội Thánh ở trên Lục Nam, em cũng không biết khu vực nào. Để lát nữa em liên hệ rồi có gì em báo cho. Rồi, ok, lát nữa, cảm ơn chị. Anh cho Facebook hoặc là cho số điện thoại của anh đi, lát nữa có gì rồi em nhắn tin. Anh có cái điện thoại của cái người nào ở chỗ điểm nhóm mà ở Việt Nam đó thì có thể mà ở bên Việt Nam liên lạc với nhau. Vâng, em muốn là như vậy đấy, em đang quay địa chỉ gần nhất đấy mà, nhưng em không biết là địa chỉ gần nhất ở chỗ nào ấy. Vâng, bây giờ cho cái người nào mà tin Chúa ở Việt Nam rồi đó thì cái số điện thoại của họ để rồi anh em mình. Không, bây giờ anh Tuấn này, anh Tuấn, em bảo này, em qua đây được cũng được hơn 4 năm rồi, em tin Chúa được 5 rưỡi rồi, đến trong tháng này em làm lễ báp têm ấy, nhưng mà em muốn cứu vớt cả gia đình em ấy để biết đến Chúa ấy. Vâng, quan trọng là bây giờ em muốn rằng không biết là có ai ở bên đấy, em muốn quay Hội Thánh là gần nhất, em muốn xem là em muốn mục sư hoặc là ai đó có thể rằng em muốn rằng chia sẻ gia đình em ấy được biết đến ấy, đang muốn tìm hiểu cái chỗ nào gần nhất ấy thì để em, vâng, thứ nhất là đó, địa chỉ của gia đình. Nó xin địa chỉ của gia đình bạn là sao? Vâng, thế em cho địa chỉ gia đình nhé. Cho luôn luôn, anh Tuấn, anh ghi luôn vào để anh quay xem là rồi, chỗ nào địa chỉ gần nhất. Cho địa chỉ gia đình, tên của người nhà và số điện thoại ha. Số điện thoại à? Số điện thoại, được rồi, thế đẹp lần đây. Trên tên, rồi tên là ba em nhé, là Nguyễn Tiến Biên. Ba là Nguyễn Tiến Biên, 1962. Rồi, đây là Nguyễn. Mẹ, ba là Nguyễn Thiên Biên 1962, mẹ là Trịnh Thị Minh 1970. Trịnh Thị Minh 1970. À, địa chỉ nhá, em cho anh Tuấn địa chỉ này, cho mọi người địa chỉ này. À, alo. Vâng, nghe đây ạ. Có nghe rõ. Mọi người ghi lại nhá. Vâng. Địa chỉ thôn Mốc, xã Trường Sơn. Thôn Mốc, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam. Alo. Trường Sơn hay Thôn Mốc, xã Trường Sơn. Thôn Mốc, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Xã Trường Sơn. Thôn Mốc Nam. Thôn Mốc, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh. Anh ơi, anh cách Bảy Ngô xa không ạ? cách thị trấn Đồi Ngô, tức là cách thị trấn Lục Nam, nó cách ngã tư Tân khoảng 24 cây, đi sâu ở bên trong phía Mai Siêu ấy, chỗ gần chỗ đường sang bên chỗ Yên Tử ấy, đi sâu bên trong. Dạ. Lát nữa em sẽ liên lạc với những người con cái Chúa ở Lục Nam rồi. Có gì không? Tại vì dạ, em cho cả số điện thoại nữa luôn nhé, là tức là khi mà về bên Nam Vàng 09 số điện thoại của đối số điện thoại của gia đình thì lấy số điện thoại của mẹ em cho nó ok. Có nghĩa là số điện thoại nào có thể tiện lên nhạc nhất ạ? Tiện lên nhạc là ok, là số điện thoại của gia đình thôi, số điện thoại của mẹ thôi. 09 0916 1 09 161 769 65 769 65. Đây là số điện thoại của mẹ em, tại vì từ trước ra em tin Chúa hơn năm nay rồi, em đi nhóm đi nhà thờ bên này ấy. Cái ngày tới đây nhóm mục sư Thu à? Không, mục sư Thu em đi xuống ít, em phần đa này em làm lễ bắt tem ở trên nhà thờ Đài Loan, và em đi ở trên nhà thờ Đài Loan nhiều hơn, tại vì có thời gian rảnh em mới về dưới chỗ mục sư Thu. Ở khu nào anh? Ở Liên Khẩu. Xin chào. Em nhóm ở Đào Viên chị ạ. Xin chào các thư em này. Đào Viên. Thế trong cái đó thì em ngược lại, em muốn em muốn cả gia đình, muốn cả gia đình được biết đến Chúa. Đây, cảm ơn Chúa. Chị thì trong mọi sự nhà chị thầy, nhưng mà chị thầy ạ. Chị nó ở Việt Nam chắc là thì sẽ liên lạc với gia đình ha. Cho lạc đâu điện với anh thì cho dạ. Chị Thùy đây ở đâu đấy? Chị đang ở đâu đấy?
Em trước cũng bên Đài Loan nhưng mà em về Việt Nam rồi, em ở Thanh Hóa nhóm. Vậy à, xa quá nhỉ. Chào Tuấn. Dạ, con chào cô Chính à. Tất cả các anh em. Chị Thùy về bên Việt Nam rồi gì? Vâng, tại vì con cây chúa ở Đài Loan ở Lục Nam cũng nhiều lắm. Rồi, thế chị có sử dụng Nai không? Chị cho em cái số điện thoại ấy để em và chị lưu cái Nai của em, và có gì em điện trực tiếp cho chị, em hỏi nhiều vấn đề. Chị em bảo chị lưu cho em cái số gì nhỉ, lưu cho em cái số điện thoại này, em bảo nhảy lên Nai luôn. Chị lưu cho em 0971. Vì máy tiếp line của em bây giờ nhập số điện thoại nó không có nhảy được phần bạn bè ấy. Anh kết cái bạn với em được cơ. Anh tìm ID line của em. Kết bạn ai được nhỉ? Chỉ có mỗi số điện thoại đấy thôi. Thế chị đọc cho em cái số điện thoại của chị cũng được, em lưu xem nó nhảy như này không. 0168. 0168. 668. 0168. 668 à? Dạ. Dạ, tiếp theo nữa chị. 5186. 5186. Đấy thì cái số này bên Việt Nam thì đúng không chị? Em lưu cái số này vào nó có nhảy lên, chị có Zalo đúng không? Nó sẽ nhảy lên cả Zalo đó đúng không? Zalo của em thì em số của Đài Loan cơ, nhưng mà với Zalo bây giờ em không dùng nữa, em dùng Line với Facebook với lại phần mềm này. Người nhà em cũng có ở trong Thanh Hóa mà không biết là ở gần chỗ nào, tại vì anh lấy vợ ở trong đấy chẳng biết chỗ nào nữa. Gia đình chồng đấy chưa biết đến Chúa nhưng cũng dần dần cũng muốn cho ở trong đấy biết trước mắt là. Chúng bây giờ đang kêu trước mắt cho gia đình biết trước đã, nhưng mà phải xem là có ai chăm sóc không. Đây không sao. Đây là nhà mình thiếu ạ. Thể thiếu hết. Rồi, cảm ơn Chúa. Cảm ơn chia sẻ. Bạn yên tâm đi, tôi vừa gọi điện với cho mẹ bạn rồi, mẹ bạn bảo chào cô Dự, bà thì sẽ đến thăm đấy. Ồ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Dự. Và đây là cũng là cái một trong những cái mục tiêu mà phòng cầu nguyện mình sẽ làm ha. Khi mà thành mình thành lập xong hết rồi đó. Dạ, gọi điện với nhu cầu mà cần phòng cầu nguyện đó thì mình sẽ tập viên bố tên Minh đây rồi. Dạ. Dạ, thì mẹ bạn bảo là khi nào mình mời cô lên chơi thì khi nào mình có cái thời gian điều kiện mình sẽ qua và làm chứng cho gia đình bạn biết đến Chúa. Vâng vâng, em rất muốn như thế. Em muốn nhé. Em rất muốn là có người chăm sóc và chia sẻ. Trước mắt là bản thân em nó còn yếu ớt đấy. Ở trên Bắc Giang chúng tôi cũng có hội thánh rồi mà. Vâng vâng, em rất muốn là như vậy. Thực ra là em đang muốn lên phòng cầu nguyện để em tìm kiếm những cái vấn đề này, muốn mọi người giúp đỡ. Trước tiên mình dâng cái vấn đề này lên mục sư Tuấn sẽ cầu nguyện cho vấn đề này ha. Vâng 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 vâng. Amen. Cảm ơn anh Hiền Phương chia sẻ. Vâng. Amen. Xin chào chị. Cảm tạ Chúa. Dạ. Xin chào chị Tiết Vinh Đức. Chào em Dự. Rồi sao chị Chính nhá. Chào em. Cô Tiết ở bên Đức hình như là chưa có vào bên trong được, cho nên. Vẫn đứng nhấp nhô ở ngoài có mỗi tít đầu thôi. Rồi mọi người còn nhu cầu gì không à? Mục sư Tuấn sẽ cầu nguyện ạ. Xem quá cô xin cầu nguyện, xin cầu nguyện Chúa xin mở đường mở lối để biết cho gia đình em được biết đến Chúa với đi rồi vườn các của Chúa ra mục sư Toàn. Bạn tên là Phương hả? Vâng vâng, em tên là Phương chị ạ. À? Chị Dự à? Không phải chị Dự đâu, phải gọi là Bu Dự đấy. Không phải có à? Bu Dự nhiều tuổi hơn Bu Phương. Dạ vâng vâng vâng. Dạ em thấy trẻ em rồi của anh chị. Bu Dự có nhiều người mà có nhiều cháu gọi bà rồi. Vâng 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 cô Dự. Không sao đâu, khi nào mình về Bắc Giang ấy mình sẽ đến mình cậy nhỡ. Thế vâng, thế cô Dự ở tỉnh nào đấy? Hải Phòng. Ồ, Hải Phòng à. Hải Phòng là quê gốc của bên ngoại em đấy, tức là mẹ em sinh ra, mẹ cháu sinh ra Hải Phòng ấy, ở chỗ Kiến An, An Lão, Hải Phòng, quê gốc của đấy rất nhiều. Ồ, thế thì gần lắm, thế thì dễ thể làm quen rồi. An Lão, Kiến An, Hải Phòng hiện tại các cô gì cậu mợ là ở hết dưới đấy, quê gốc của dưới đấy, bà ngoại lên trên này xây dựng gia đình ở trên Bắc Giang này thôi ạ.
quê gốc là ở dưới đấy. Vâng, chứ hàng năm là mẹ con vẫn về dưới chỗ Hải Phòng ấy, vẫn về ăn não Kiến An Hải Phòng ấy. Nhưng mà được cái là gần, vâng. Nhưng mà ăn não ấy gần lắm, có 15 cây thôi à. Vâng, vâng. Rồi cảm ơn Chúa, nghĩ rằng thế nào cảm tin này lan tràn hết cả họ ngoại nha bạn. Vâng vâng, cháu rất muốn là như thế đấy cô ạ. Cháu rất muốn là cái vấn đề đấy như thế, nên là cũng muốn là lên phòng cầu nguyện nhờ mọi người giúp đỡ cái vấn đề này. Cảm ơn Chúa. Đây, cảm ơn Chúa. Vậy là cô Quân nhé. Dạ. Dạ vâng vâng. Rồi bây giờ chắc kính mời một sư Tuấn cầu nguyện á, một sư Tuấn à. Rồi, tất cả anh chị em chúng ta hiệp một cùng nhau với tôi cầu nguyện nha. Amen. Amen. Vâng, kính thầy, Cha thiên thượng của chúng con, chúng con biết rằng Cha đã nghe những lời tâm sự của mỗi anh chị em chúng con. Cha biết được tất cả những gánh nặng ở trên mỗi một gia đình, trên mỗi một người của chúng con. Và Cha không thấy rằng chúng con tìm kiếm Cha trong buổi tối ngày hôm nay. Vì chúng con, người ta thì trông cậy vào ngựa, vào xe, nhưng chúng con trông cậy vào Đức Giê-hô-va là Cha của chúng con. Chúng con tìm kiếm Cha cho những lam đề, tìm kiếm Cha cho những nhu cầu và tìm kiếm Cha trong sự vinh hiển của Ngài. Buổi tối ngày hôm nay, hết thảy con dân của Ngài ở trong phòng cầu nguyện đã hướng lên Thiên Chúa của chúng con. Ai nấy đều trông cậy vào lời Chúa của mình. Và lời của Chúa hứa rằng những kẻ trông cậy vào Đức Giê-hô-va sẽ chẳng hề hổ thẹn. Vâng, chúng con không hề hổ thẹn khi trông cậy vào lời Thiên Chúa của chúng con. Đấng đã yêu thương chúng con, đấng chết thay chúng con và chịu những nặng nọ để chữa lành mọi bệnh tật cho chúng con. Rồi đấng để ban cho chúng con danh của Ngài là danh cao hết mọi quyền, mọi phép, mọi quân chủ cùng mọi danh ban ra không những trong đời này mà trong đời hậu đến. Chúng con có danh đó là danh của Cứu Chúa Giêsu Christ của chúng con. Vâng, và Cha cũng ban chúng con rằng ta làm việc chi thì các ngươi sẽ làm việc đó và làm việc lớn hơn nữa. Vâng, tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng con là con cái của Cha. Chúng con có uy quyền ở trong danh của Chúa Giêsu. Để rồi chúng con cầu nguyện. Khi chúng con chúc phước thì mọi phước từ lấy Thiên Chúa sẽ ban cho những người được ơn phước. Chúa con rủa xả thì bệnh tật ma quỷ phải lìa khỏi vì Chúa đã ban uy quyền đó cho chúng con. Và ngày hôm nay và giờ phút này chúng con hiệp một lại hướng lòng lên Cha thiên thượng của chúng con. Với niềm tin, với lòng biết ơn, chúng con xin tiếp nhận uy quyền và Cha ban chúng con. Uy quyền ấy để rồi chúng con sao giảng tin lành, để rồi chúng con đặt tay trên kẻ bệnh và cầu nguyện cho kẻ bệnh thì kẻ bệnh sẽ được lành. Vâng, và chúng con khi giao giảng thì đầy dẫy quyền phép của Đức Thánh Linh Ngài để những lời giao giảng của chúng con sẽ làm cho những tấm lòng bằng đá, bằng sắt mềm mại trở thành những tấm lòng bằng thịt. Hầu cho những hạt giống tin lành được gieo vào và mọc và tại trong những tấm lòng ấy. Vâng, lạy Chúa, chúng con cũng biết rằng ý muốn của Chúa đến để cứu những kẻ mù, kẻ đuôi, kẻ què, kẻ câm, kẻ điếc và kẻ chết sống lại và đồn ra lâm lành của Chúa. Ngày hôm nay chúng con là con cái của Ngài, chúng con sẵn sàng vân phục và bước đi trong sự ý muốn của Chúa để cho đời sống của chúng con chẳng thuộc về chúng con nữa, nhưng mà chúng con sống những ngày còn lại trên đất này để làm theo ý muốn của Chúa, hầu cho ý Cha được lên và nước Cha được đến đầy dẫy ở trên đất này. Vâng, công việc cầu nguyện buổi tối ngày hôm nay cũng là một trong những công việc chiến trận thuộc linh. Vâng, giờ này bởi hết thảy uy quyền và Cha ban cho hội thánh Ngài, Cha ban các con trai con gái của Ngài, chúng con lấy uy quyền đó và cầu nguyện. Giờ này trong danh Chúa Giêsu, ta tuyên bố rằng cô Thắm đã dâng bố mẹ của mình lên cho Chúa. Ước ao của cô Thắm là ước ao bố mẹ thuộc về Chúa. Vâng, và lời của Chúa hứa rằng một người được cứu thì cả gia đình sẽ được cứu. Bởi lời hứa đó, và ngày hôm nay chúng ta tuyên bố rằng bố mẹ của Thắm đã thuộc về lời hứa mà cô Thắm dâng lên cho Đức Chúa Trời. Họ thuộc về Đức Chúa Trời của ngày hôm nay với tất cả những tà linh quỷ ám, tất cả những linh của sự tối tăm mù lòa, tất cả những linh của sự ác, linh tất của trách ngươi và tất cột chói và truyền cho ngươi được lìa khỏi bố mẹ của Thắm trong giờ phút này. Trong danh của Chúa Giêsu, ta tuyên bố rằng huyết của Chúa Giêsu che phủ trên gia đình của cô Thắm để rửa sạch tất cả những tội lỗi, rửa sạch và bẻ gãy tất cả những xiềng xích mà ma quỷ đã cột chói ở trên tâm thần, tâm linh, tâm trí và thân thể của bố mẹ của Thắm. Trong danh Chúa Giêsu toàn năng, ta tuyên bố rằng giờ này họ thuộc về
Đức Chúa Trời, hòa chung với Đức Chúa Trời trong danh của Chúa Giêsu Christ, nhờ sự kêu cầu của thánh đến với cha mẹ của mình. Trong danh Chúa Giêsu, chúng ta đồng hiệp một cùng với cô thắm để tuyên bố điều này, công bố rằng bố mẹ của cô thắm đã được giải phóng, thuộc về nước Đức Chúa Trời, không thuộc về nước của ma quỷ nữa. Hallelujah, mời khen Chúa của chúng con. Vâng Chúa ơi, chúng con cũng biết rằng khi Chúa đi đến đâu, những người bệnh tật khi đến với Chúa đều được chữa lành. Vâng, và ngày hôm nay cháu Phạm Giang đang bị sốt, Chúa ơi. Và khi Chúa đến với bà gia của Phi-rơ, khi Chúa đặt tay thì cơn sốt lành và đứng dậy hầu việc Ngài. Và giờ này chúng con cũng bởi quy quyền trong thuộc linh, chúng con đặt tay trên cháu gia nhân để rồi tuyên bố cho cơn sốt lắm lạnh phải lìa khỏi cháu ngay giờ phút này trong danh Chúa toàn năng. Ta tuyên bố rằng quyền năng sức mạnh đến từ lời Thiên Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh là Đấng đã khiến Chúa Christ trong cái chết sống lại giờ tràn vào trên cháu giờ này. Hỡi Đức Thánh Linh của chúng con kêu cầu Ngài, xin Ngài bảo cùng của chúng con để làm thành ý muốn của Cha, để Ngài chữa lành mọi bệnh tật, giải phóng khỏi ma quỷ và giảng ra tin lành của nước Đức Chúa Trời cho muôn dân. Vâng, tạ ơn Chúa. Và chúng con cũng cầu nguyện giờ này hiệp một để cầu nguyện cho cháu Trần Nhật Minh đang bị di căn phổi. Vâng, chúng con biết rằng không có việc gì mà Đức Chúa Trời của chúng con không làm được cả. Việc gì loài người không làm được thì Đức Chúa Trời của chúng con đều làm được. Vì Chúa đã đến tạo dựng ra chúng con, Ngài theo dệt chúng con trong lòng mẹ của chúng con. Giờ này trong danh Chúa Giêsu, tôi truyền cho phổi của cháu, phổi của cháu Minh giờ này phải trở lại hài hòa và cân bằng trong danh Chúa Giêsu toàn năng. Ta ra lệnh cho tất cả những tần số điện học và hóa học ở trong những tế bào phổi phải trở lại hài hòa và cân bằng, và những tế bào teo làm hư hại phải teo đi và lìa khỏi thân thể của cháu trong danh Chúa Giêsu toàn năng. Chúa ơi, chúng con biết rằng chúng ban cho quy quyền đó cho chúng con và ra lệnh của công bố phải quy quyền trong danh Chúa Giêsu. Vâng, chúng con biết rằng giờ này nước trời cũng đang nhìn đến cháu. Ba ngôi Thiên Chúa đang chăm chú đến cháu. Chúa ơi, vì con mắt của Đức Giê-hô-va ngày và đêm dõi khắp thế gian để giúp sức cho những kẻ nào có tấm lòng trọng thành ngửa trông lên Chúa. Vâng Chúa ơi, và giờ này hết thảy các con ngửa trông lên Chúa, ngửa trông lên Chúa để dâng cháu Nhật Minh đến trong tay của Chúa và dâng cái phổi của cháu vào trong quyền năng của Chúa, để rồi Đức Thánh Linh là Đấng khiến kẻ chết sống lại giờ tràn vào trên cháu trong danh Chúa Giêsu giờ này. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện cho chị Diệu Thúy, Chúa ơi, vì công việc của chị, Chúa ơi, công việc của chị, Chúa là Đấng biết mọi sự, Chúa là Đấng chu cấp mọi sự. Vâng, Chúa yêu con gái của Ngài. Vâng, Chúa ơi, Chúa biết điều gì là tốt nhất, xin Chúa làm thành điều ấy ở trên đời sống của chị. Công việc hay là tìm kiếm Chúa, Chúa ơi, Chúa hãy cho chị biết được những quyết định, những sự tốt lành mà Chúa dành cho chị. Vâng, con tạ ơn Ngài, tạ ơn Chúa của chúng con, và chúng con tin rằng Chúa nói rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng trước hết hãy tìm kiếm Thiên Chúa và sự công bình của Ngài. Chúa ơi, thì mọi sự mà người ta đang đi tìm thì Chúa cho thêm. Vâng, xin Chúa giúp đỡ cho chị Diệu Thúy biết tìm kiếm Chúa, biết trông cậy vào lời Thiên Chúa của chúng con là Đấng chu cấp mọi sự, giải quyết mọi lan đề và Đấng yêu thương an ủi. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện cho anh Việt Hòa cùng với đoàn mục sư ngày hôm nay đang ở trong miền Nam để đi ra ngoài Bắc để chuẩn bị kịp để chuyển sang Nga. Vâng Chúa ơi, con tin rằng lời của Chúa hứa rằng trong sáng thế ký Chúa hứa rằng ngươi đi đâu ta sẽ theo đó, ta sẽ đưa ngươi về nơi mà ta hứa cùng với ngươi. Chúng con tạ ơn Chúa, cầu nguyện lời hứa của Ngài ở trên đoàn của anh Việt Hòa đang đi trong chuyến này. Mọi bước đi của họ đều có con mắt của Chúa dõi theo, Thánh Linh của Ngài ở cùng, và các Thiên Sứ Ngài gìn giữ và bảo vệ để cho tất cả mọi sự gì ở trong đoàn được gìn giữ bảo vệ trong sự bình an. Dầu cho mọi sự có xảy ra thì đối với đoàn sẽ được bình an như lời của Chúa. Dù muôn người ra ngã bên đi, ngàn người ra ngã bên tả thì cũng chẳng hề gì đối với con hai con dân của Ngài. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Chúng con cũng
cầu nguyện cho cô Thùy để rồi cô đi phỏng vấn và công việc. Vâng, xin Chúa ban cho cô sự khôn ngoan, ban cho cô khả năng của mình để rồi cô có thể bày tỏ được những khả năng, những ơn mà Chúa đặt ra trong đời, trong cuộc sống của cô, để cho cô có thể dùng ơn đó để phục vụ, để mà làm những công việc tốt nhất để đem lại sự vinh hiển cho Thiên Chúa. Chúa ơi, xin giúp cô dù ăn dù uống dù làm tất cả mọi chi hết đều vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Cho nên cái công việc của cô phỏng vấn, qua công việc ấy xin Chúa cũng dùng chính cô để bày tỏ Thiên Chúa của chúng con qua đời sống và công việc của cô. Xin Chúa giúp đỡ cô trong mọi sự. Vâng, Chúa ơi, còn cháu Hiền Phương, lòng mong mỏi của cháu là con cái của Chúa. Chúa ơi, đó cũng là ước ao của Chúa, là Chúa không muốn cho một người nào bị hư mất ở trên đất này. Cháu là con cái của Chúa, cháu cũng ước ao để rồi cả gia đình sẽ biết đến Chúa, và đó là trong lời hứa của ngày hôm nay. Chúng con hiệp một lại với cháu để cầu nguyện, xin Thiên Chúa là đấng đi trước, xin Thánh Linh là đấng đi trước để ngài dở chạm động chạm vào tấm lòng của cha mẹ gia đình của cháu Phương, cầu cho khi mà tin lành đến thì tấm lòng của họ sẽ mở ra để đón nhận lời của Chúa, đón nhận tin lành, vì tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Bởi vậy Chúa ơi, những gì mà chúng con dâng lên cho Chúa buổi tối ngày hôm nay, những gì mà có thể chúng con không thể nói ra hết bằng lời của chúng con được, nhưng mà chúng con hiệp lại để cầu nguyện xin Thiên Chúa của chúng con biết được những ước ao ở trong lòng của anh chị em của chúng con. Vì Chúa nói rằng những lời chưa nói ra khỏi miệng các ngươi thì ta đã biết cả rồi. Vâng, nguyện xin Chúa làm trội hơn như lời của Chúa hứa là Chúa sẽ làm trội hơn những gì mà chúng con cầu xin và suy tưởng. Vâng, xin ý muốn của Chúa, xin ý muốn tốt lành của Cha Thiên Đường được lên trên mỗi đời sống của con cái ngài, là những kẻ tìm kiếm Chúa trong cạnh của lời Chúa. Vâng, ở trên phòng cầu nguyện này, chúng con đến cầu nguyện với ai? Chúng con đến cầu nguyện với Thiên Chúa của chúng con, là Cha Nhân Từ của chúng con. Chúng con trông cậy vào đâu? Chúng con trông cậy vào Cha Nhân Từ của chúng con, là Đức Giê-hô-va vạn quân. Hallelujah, trong danh Giê-su chúng con tìm kiếm ba ngôi Thiên Chúa của chúng con. Để rồi, cho tất cả những gì mà lòng chúng con ước ao, để rồi cũng giống như sự ước ao của Thiên Chúa, ba ngôi Thiên Chúa, là muôn dân trên đất này được cứu, được nhận vinh quang của Đức Chúa Trời. Hallelujah, chúng con tạ ơn Chúa. Vâng, chúng con hết lòng dâng tất cả những nhu cầu, những lo bề và ước muốn của mỗi chúng con. Cảm ơn mục sư Thu Xê. Chúa ban phước cho mục sư. Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn mục sư. Cảm ơn Chúa. Chúng ta chúc cậy Chúa buổi tối ngày hôm nay. Chào chị Thủy Trương nha. Em chào ba Thủy nha. Chào Xuân Thủy nha. Chào Văn Phương. Chị Thủy à? Vâng ạ cô. Không nghe được một chữ Thái à? Xin chào chú Việt. Rồi. Còn mấy năm ở Đài Loan nữa. Nghe được em à? Dạ, chị Dự à? À, cô Dự à? Cô Dự hỏi con à? Cô hay chị Dự. Còn mấy năm ở bên Đài Loan nữa? Con tháng 12 sang năm con về. Là tháng 12 là hết hạn 3 năm. Là đợt 2 hết hạn đấy. Là đợt 2 hết hạn 3 năm. Tháng 12 sang năm ạ. Mình cũng có hai người con, một người con trai, người con gái thì đang phiên dịch cho tập đoàn người Đài Loan ở tại Việt Nam đấy. Vâng, thế ạ. Vâng. Đang thông dịch, đang thông làm công việc thông dịch cho tập đoàn người Đài Loan ở tại Việt Nam. Ồ, tại Việt Nam à? Vâng. Con biết đến Chúa cũng được gần năm rưỡi nay rồi, cái đó trước này đi thờ Chúa mà bây giờ muốn cứ vớt cả gia đình đến đây rồi ạ. Con muốn nhà mình có ba người con thì hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Đài Loan, còn một người thì nói bằng tiếng Nhật, cho nên là mỗi mình nói tiếng Việt Nam thôi. Cảm tạ Chúa. Bây giờ là chắc kính mời mục sư Tuấn phục vụ chính ha. Mấy cầu nguyện không chưa ạ? Mục sư Tuấn nghe được không? Mục sư Tuấn à?
Ủa chị Tiết đã vào được xong chưa? Thấy nhấp nhô cái đầu hôm nay không thấy nói được gì á. Chị mở cái loa ra mới nói được chị ơi. Mọi người diễn phòng cầu nguyện đông vẫn chẳng biết ai vào mỹ ai rồi chẳng biết ở đâu. Xin chào mục sư Thái ở Long Hồ. Anh Phương ơi. Phòng cầu nguyện thứ 9 dạ. Nghe được không sư ạ? Dạ. Bình thường anh dùng Facebook gì dạ. Nhỉ? Facebook Hiền Phương hay Facebook gì vậy ạ? Không à, em không có sử dụng Facebook chị ạ. Em có mỗi cái Zalo ở trong cái số điện thoại của em mới này cái Line thôi. Em không có sử dụng FB chị ạ. À rồi. Thế nên Phương không ơi. Dạ. Phương ghi cái số máy này của cô Dự có Zalo này 0162785436 là có Zalo đó. Đâu đọc cho con này con ghi à? 0162 0162 rồi ạ. 785 785 rồi. 4306 4306 đây là số điện thoại của cô Dự ạ. Mục sư đã ở trên Sài Gòn tới ngày. Vâng. Tìm cái đó có Zalo á. Ở Sài Gòn ở ở đó. Mục sư có điều gì cần cầu nguyện không sư ạ? À, mục sư đang ở trên lớp học á. Ở trong lớp học rồi nè, được rồi. À. Có gì không Tuấn? Dạ không có gì mục sư ạ. Mục sư Tuấn phần mục sư Tuấn nghe được mục sư Tuấn à, mục sư Tuấn ở phòng cầu nguyện số 9 á. Quán nào? Amen. Chắc nhà mục sư còn. Dạ. Dạ mục sư. Ồ sư ạ. Mục sư Jose cho em hỏi thăm là tình hình cháu Lương thế nào, tốt không mục sư? Có cần chụp ảnh để gửi về đấy không? Gần 60 cân rồi. Vậy hả? Lên cân nhanh thế hả? À. Cảm ơn Chúa. Vì sinh hoạt điều độ lại ăn uống cũng có đó. Có giờ rất cho nên cháu nhanh. Thế tốt là sức khỏe mà lên thì tốt rồi. Chào chị. Cô Khu Nguyễn ha. Chào người anh em Tấn nha. Chào tất cả các mục sư, chào tất cả anh chị em trong phòng cầu nguyện. Cô Nguyễn. Chị Thúy vừa đọc cho em cái số đuôi 518 mấy đấy chị. 5186 anh ạ. Cô Nguyễn. 5186 số đuôi gì chị? Chào mục sư Hưng. 5186 số đuôi đấy chị. Anh cứ đọc số. Xin chào hết mọi người. Tôi xin nghe lời trước tại vì tôi bị đau. Em lát nữa em thử nhập xem nó có vào được. Chúng ta hút cho mục sư. Chị lưu số của em này vào, chị lưu vào nó nhảy đến này là 0971. Để chat á. Nếu mà mình nói không rõ. 437. Qua được. 358. 358. Vâng vâng. Tôi xin phép hết thảy quý vị, tôi nghỉ trước tại vì tôi bị đau. À, chúc ban phước cho mục sư toàn. Dạ. Chúc mục sư. Chữa lành cho mục sư. Dạ cảm ơn. Dạ xin chào mục sư ạ. Dạ dạ cảm ơn mọi người. Chúc mọi phước cho mục sư nha, mục sư nghỉ sớm cho. Dạ. Dạ cảm ơn mọi người. Chào sư Hưng nha. Dạ chào sư Tuấn. Chào mục sư Tuấn. Chào mục sư. Dạ chúc ban phước cho cô chính. Dạ chúc ban phước cho mục sư. Như chưa. Rồi trong thời gian này mình có nhu cầu mình nhờ mục sư Tuấn ở Quảng Nam cầu nguyện ạ. Em có lời làm chứng. Cô Khu Nguyễn ở đâu ha? Em chào mục sư. Chó ở chỗ cái bên nhà và cạnh nhà của mục sư Tuấn. Chỗ quá chị chú. Người em Tuấn có nghe rõ tôi nói không hả? Dạ cô Khuôn em muốn có lời làm chứng gì cô cứ nói ạ. Dạ vâng em có lời làm chứng ạ.
Vâng, cảm ơn Chúa là tuần vừa rồi thì thật sự là cảm ơn Chúa để quyền năng phép lạ của Chúa, thì nhờ mục sư và tất cả anh chị em cầu nguyện cho cháu Phạm Huyền của con gái em về bệnh đau đầu. Mấy này của em là bị bệnh ho, thì cảm ơn Chúa, Chúa đã chữa lành một cách siêu nhiên rồi đấy ạ. Vâng, cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa thật là nhiều ạ. Bị anh Phạm Bảo Hùng còn ngủ nằm mơ nữa không chị Phương? Xin thưa mục sư là từ hôm đó đến nay thì em để ý là chồng em không thấy có cái giấc mơ bị bóng đè nữa ạ. Cảm ơn Chúa. Vâng, thật sự là em cũng nhờ mục sư và tất cả anh chị em cầu nguyện giúp đỡ cho chồng em để chồng em sẽ cùng đức tin ạ. Dạ dạ. Dạ vâng ạ. Và hôm nay em cũng muốn nhờ mục sư và anh chị em cầu nguyện cho con trai em là Phạm Bá Tuấn cũng chưa tin Chúa. Dạ. Dạ. Mục sư Tuấn ghi á, Phạm Bá Hùng là chồng của cô Khuông và Phạm Bá Tuấn là con trai. Dạ vâng ạ. Dạ. Và cảm ơn Chúa, thật sự là cháu Phạm Huyền của em là cháu nói là cháu hết không còn thấy đau đầu và không thấy nó đập nữa. Cảm ơn Chúa quá. Dạ, yeah, cảm ơn vâng. Chúa. Vâng, khen Chúa thật là nhiều. Amen. Dạ. Yeah. Amen. Vâng. Phạm Bá Tuấn này là cầu nguyện cho em tin Chúa hả hả cô? Dạ cô... dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Phạm Bá Tuấn là ai của cô vậy? Con trai. Dạ. Con trai của em ạ. Con trai của cô Khu. Dạ 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 đúng rồi ạ. Phạm Bá Tuấn là con trai, còn Phạm Hùng là chồng, hai người cần phải có niềm tin. Vâng ạ. Vâng ạ. Nhờ mục sư Tuấn cầu nguyện cho em chuyến bay ngày mai từ Hà Nội đi sang Nga. Vâng, hồi nãy mục sư Tuấn vô xe có cầu nguyện rồi ạ. Dạ. Cảm ơn Chúa. Chồng của cô Khung Quyển này tên gì? Phạm Bá Hùng. Chồng em tên là Phạm Bá Hùng ạ. Dạ. Yeah. Được chứ, có còn người có ghi em đây trên mình cũng muốn hỏi những cái vấn đề gì cầu nguyện vừa xong rồi mấy ngày trước, mấy tháng trước, mấy năm vừa rồi hỏi một chừng. Một chừng biết. Tôi có hồ sơ mật lưu tất cả. Thông tin cầu nguyện. Cầu nguyện cho chồng cô là Phạm Bá Hùng đi tin mạnh mẽ ha. Thêm dạ vâng đức. Ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Anh ấy còn cứng lòng lắm, nhưng em tin rằng là chồng em sẽ tin Chúa. Dạ. Anh tin Chúa chưa chị? Chồng em tin Chúa, gọi là tin qua một cái lớp thực tập mà ở đến nhà, và chồng em cũng tin Chúa, và vài ngày sau em nói là anh ơi, bây giờ anh là con của Chúa rồi thì anh phải cùng với em đi thờ phượng, thì chồng em nói là ta tin Chúa bao giờ, thế có nghĩa là chưa tin Chúa. Yeah. Dạ. Chị thấy anh xưng nhận Chúa ra môi miệng anh chưa? À, xưng rồi ạ. Dạ, chồng em xưng rồi, nhưng mà chồng em vẫn cứ nói là ta tin nhận Chúa bao giờ. Hai mẹ con đi thì cứ đi thôi, chứ đừng lôi kéo đi, để lúc nào mà tự đi thì tự lòng đi, chứ đừng, nghĩa là đừng nói là đừng rủ dê đi. Vâng, thì em cũng biết rằng là nhiều đêm em cũng khóc rằng là chồng em chưa được cứu ấy. Mình thì đi truyền giảng cho mọi người, nhưng mà gia đình nhà mình thì có bốn người, thì hai mẹ con em tin Chúa và chồng em và con trai em chưa tin. Thật sự thì em cũng cầu nguyện với Chúa rằng em cũng tin một ngày nào đó thì chồng em sẽ tin. Chung thì ảnh thì ảnh xưng nhận môi miệng ra anh tin rồi đó, nhưng mà anh còn cái sự lừa dối ở trong đời sống của ảnh á, linh lừa dối. Thì nhà em thì có mỗi mình chồng em là con một. Vậy là mẹ em thì năm nay 80 tuổi ở quê, là chồng em lúc nào cũng cứ canh cánh về mẹ và cứ nghĩ là
cứ nghe mẹ là mẹ bảo là thôi mẹ đi theo Phật thì thôi cứ để cho mẹ đi theo Phật. Thì em cũng cứ cầu nguyện với Chúa thì em tin rằng gia đình nhà em sẽ được cứu. Dạ. Dạ vâng ạ. Con xin một số tuận cùng cầu nguyện cho ba người mới tin Chúa hôm qua, vì anh Thưởng, vì anh Kỳ ạ, vì chị Ngân ạ. Dạ. Xin Chúa gìn giữ tấm lòng của những người mới này để cùng có tấm lòng mềm mại kính sợ Chúa. Chú nháp vào đây xem cái thứ nào mà liên quan đến bàn tay và ngày gì thì chào Lý ha, chào chị Liễu ạ. Dạ, em chào cả nhà, chào mục sư, chào quý mục sư và anh Tuấn, chào cả chào nhà. Chào Liễu. Em chào ba, con dạ, chào cả nhà, chúc phước của cả nhà nha. Dạ. Chào Lý dạ. Nha, chúc phước cho Lý. Dạ, con cảm ơn, chúc phước cho cả nhà mình luôn. Chào Lý. Cảm ơn cho cả nhà, dạ. Dạ. Lý cần có điều gì cần cầu nguyện không Lý ạ? Chào Liễu nha, lúc nào mới gặp. Dạ. Em. Dạ. Em ban phần cho chị Thảo ạ. Chị Thảo bên rồi ạ. Hôm nay đổi giờ ở bên Nga sướng nhỉ? Vừa giờ đi làm về. Con nghe cảm ta Chúa. Ở bên này giờ này là vừa đi làm về. Đổi giờ là lùi lại chị ạ, sớm hơn á. Sớm hơn á. Đâu? Sớm hơn à? Từ 7 giờ đến 9 giờ Việt Nam. Sao mà 7 giờ Việt Nam? Cả khi 6 giờ Việt Nam á. 7 giờ Việt Nam đó. 7 giờ Việt Nam. Bữa trước 8 giờ Việt Nam nhỉ? 5 giờ pha và 3 giờ mát đó. Đã đổi tuần này, đã đổi đâu, tuần sau 28 giờ mới đổi mà. Cuối cùng mà. Quá, của tháng mới đổi. Hôm nay là vào phòng công việc sớm hơn thôi chứ có đã đổi giờ bên Nga đâu. Nga chưa đổi giờ. Không, em bảo là ở Việt Nam này. Ở Việt Nam 7 giờ. Hôm nay là phòng công việc vào sớm hơn 1 tiếng thôi, không phải đổi giờ đâu. Em thường nghe là vào muộn hơn 1 tiếng, em đến giờ mới vào. Bên Nga hết tháng này ví dụ giờ. Dạ. Ai có xin đi. Lý hồi nãy cũng nói gì Lý? Nãy cái dòng sư cầu nguyện gì đó. Nói lại đi ạ. Mục sư ơi, cô mở loa ra, cô mở loa lên nói được. Chào mục sư Hưng nha. Chào mục sư Tuấn, chào quý mục sư tất cả anh em phòng cầu nguyện. Chào con chào chú ạ. Cảm ơn mục sư. Mục sư Tuấn ơi, nhờ mục sư cầu nguyện cho công việc truyền giáo của thành phố Ufa ở bên Liên bang Nga. Và xin mục sư cũng cầu nguyện thì Chúa chúc phước cho các anh chị em ở bên đây có công ăn việc làm, có tài chính để sinh sống và lấy để đi lại nữa. Và xin Chúa cũng chúc phước cho tất cả những anh chị em ở thành phố Ufa mà con cái Chúa đã tiếp nhận Chúa rồi, thì xin Chúa sắp xếp tấm lòng để họ có sự khao khát đến để thờ vị Chúa, để nhóm nhau lại để cùng học hỏi lời Chúa. Dạ. Và xin mục sư cũng cầu nguyện cho ông thông gia nhà tôi là ông Đào Văn Tư, xin Chúa cũng đang chữa lành về ông bị suy thận này, suy thận độ 3, xin Chúa chữa lành cho ông để ông qua cái phép lạ của Chúa mà ông tin nhận Chúa. Cầu nguyện cho mọi người. Với em xin mục sư cầu nguyện cho là Quỳnh Thơm có người mà Chúa phước cho Thùy nha, Thùy xin phép mua máy may nhưng mà họ là quá hạn rõ lâu rồi, đời hứa lâu rồi nhưng mà vẫn không trả tiền, bây giờ họ kiểu họ trốn thì không liên lạc nữa, thì xin xin Chúa cũng đụng chạm cái tấm lòng của họ và chúc phước cho họ để họ trung tín cái lời hứa là đã mua bán, họ trả theo đúng kỳ đúng hạn, thì bây giờ đã muộn quá 3-4 tháng mà không trả, không có tiền có vốn để mà làm ăn, thì xin Chúa cũng chúc phước để mà cho
cho em Thái Phạm đấy thì cũng thu được hết những cái công nợ của mình mà họ cũng đã hẹn của mình đã lâu nhưng mà họ chưa thanh toán thì xin cũng đụng chạm cho họ để tất cả những cái tiền mà họ thiếu hụt của mình ấy thì họ cũng trả về cho mình đúng hạn, thì Chúa cũng chúc phước cho họ. Và em cũng muốn cầu nguyện để cho cháu ngoại là Đào Nhật Minh đang ở Việt Nam thì cháu bữa nay cũng hay ốm hay kiểu là viêm họng viêm mũi dị ứng thời tiết, xin Chúa chúc phước Chúa chữa lành cho cháu để cháu cũng đi học được mạnh khỏe. Để chúc phước cho bà để bà mượn tiền bà tải cho mình. Mục sư ghi kịp không ạ? Dạ cô đọc từ từ, viêm họng á, cháu Minh bị viêm họng. Cháu Đào Nhật Minh, cháu bị viêm họng với cháu bị kiểu là mũi cũng viêm ứng vì dị ứng thời tiết. Xin Chúa chữa lành cho cháu. Cháu đang ở Việt Nam. Cô Dự ấy, con vừa thấy cái Zalo của cô rồi ấy. Và ông thông gia là ông Đào Văn Tư, ông bị suy thận độ 3. Cũng mấy lần dâng lên phòng cầu nguyện rồi, xin Chúa tiếp tục chữa lành cho ông. Dạ. Chị Thúy đâu nhỉ? Em không làm thấy cái like của chị. À, cô Thơm á, cầu nguyện cho cô Thơm là cái người mà thiếu nợ. Thơm là tên gì ạ? Tên là gì? Cô Hân. Cô Hân ạ. À, chúc phước chị để chị trả nợ. Xin chúc phước cho cô Hân này, cô Hân trả nợ cho Thơm, Thơm lấy tiền để mà làm ăn. Xin chúc phước cho Thơm có công việc. Và xin Chúa chúc phước cho Thảo có công việc mà xin Chúa cũng chúc phước cho Thảo có nguồn tiền ở Việt Nam và ở đây ở Nga nữa để thu được tất cả cái khoản nợ để lấy vốn làm ăn. Công ở nợ thì cũng là nhiều nhưng ngược lại bây giờ không có tiền trong tay nên là xin Chúa chúc phước và Chúa đụng chạm đến những người mà có số nợ của Thảo thì cũng hoàn trả lại để Thảo có tiền để mà làm ăn sinh sống. Và xin cầu nguyện cho ông bố chồng của em là Phạm Văn Đãn, xin Chúa cũng chữa lành cho ông là cái bệnh ông lãng trí và ông bị tai biến mạch máu não. Phạm Văn Đãn. Bị mất trí không cô? Vâng, ông bị mất trí, lãng trí. Không phải mất hẳn nhưng mà cứ lúc lúc thì mất, lúc thì nhớ, nhưng mà phần lớn là mất. Ông cũng mất độ khoảng nửa năm nay thôi. Kiểu là già nó buồn. Dạ, mất trí rồi còn bệnh gì nữa không? Máu não. Dạ. À, xin mục sư cầu nguyện cho chồng của em và xin Chúa giải phóng rượu thuốc lá. Phạm Giang Thanh. Nên đề nhiều thế. Nhiều lắm. Vì hầu việc Chúa còn nhiều nan đề nên là qua những nan đề mà Chúa chữa lành thì Chúa làm thành thì Chúa được vinh hiển, thì Chúa có nhiều điều để làm chứng để mà đi giao bản tin lành. Thường thường á là mấy chị em đi ra cái công việc buôn bán của mình á thì mình phải có một cái sự xác quyết. À, nếu mà ví dụ như mình buôn bán với cái người ta mình phải vô kèo hợp đồng cho nó chắc ăn. Bởi vì mình có Chúa mình làm cái gì cho nó ngay thẳng rõ ràng thì sau này họ không có cái gì mà mờ ám với mình. À, ví dụ như mình bán cho cái gì mà thiếu tiền của cô Thơm đây này, bây giờ mình có giấy tờ rõ ràng rồi mình hẹn đúng ngày đúng tháng họ trả cho mình, còn không thì mình không có nên cho mắc nợ nhiều. Bởi vì mình là người có Chúa mà mắc nợ mà khi mà lái không được thì nó có nhiều cái nó không hay. À, đôi khi rồi mình không có thể là mình làm chứng cho tin Chúa nữa.
đôi khi là họ không trả thì mình mất cả chì lẫn chài luôn, mất luôn cái linh hồn luôn. À, cho nên à, buôn bán với mấy người đó mình phải cẩn thận, cân nhắc kỹ. À, ví dụ như à, ở bên này thì à, chúng tôi à, thì không có buôn bán gì, nhưng người người ta đến mượn thì chúng tôi không cho mượn đâu. À, nếu mà chúng tôi có thì chúng tôi giúp, còn không là chia sẻ một ít thôi. À, chứ rồi không có cho mượn, vì mượn là nó đôi khi có nhiều cái nó, sau này cái người mà họ có tấm lòng chân thật ngay thẳng á thì mình thấy nó không có điều gì xảy ra. Nhưng có người mà họ có lòng tham á, họ không trả thì là đương nhiên là phải có nhiều cái chuyện mà lộn xộn ở trong đó. Rồi khi mà lộn xộn thì vinh hiển, danh Chúa không được vinh hiển. Rồi đôi khi mình mất luôn cả tiền luôn, là mình không có làm chứng cho người đó được. Cho nên vì vậy thì anh em ở bên Nga buôn bán mình phải cầu nguyện với Chúa, cân nhắc kỹ. À, à, Chúa muốn cho người ta mượn hay là bán chịu cho người ta là không, vấn đề đó mình cân nhắc thiệt kỹ nên là mình làm. Thì bây giờ cái chuyện của cô Thơm với người ta mắc nợ á, bây giờ cô Thơm mới sẵn sàng cầu nguyện chúc phước cho cái số tiền người ta thiếu cho mình hay không? À, nếu mà mình sẵn sàng cầu nguyện chúc phước cho người đó, từ vì hoàn cảnh người đó nó khó khăn quá thì sao mà trả đó. Cho nên mình phải có một cái tình yêu ở trong Chúa, mình cân nhắc thật kỹ để rồi sau này mình có thể làm chứng cho người ta tin Chúa được, còn không thì nó cũng khó đó. Cho nên mấy anh em bên Nga thì cầu nguyện kỹ trước khi cho mượn hay trước khi bán chịu đó, cầu nguyện cân nhắc kỹ cái vấn đề này. Em chào quý mục sư, em chào cả nhà. À, chào Na. Số chú ban số cho mục sư Tuấn. Em cũng xin mục sư Tuấn cầu nguyện cho là thứ tư này vợ em trở lại Nga được giữ gìn giữ. Đỗ Thị Bé Năm. Để cho vợ em đợt này sang thì cũng quay lại, để quay lại tin nhận Chúa. Dạ. Dạ. Vợ đang qua về Việt Nam rồi hả? À? Dạ, vợ em đang ở Việt Nam ạ. À. Dạ, tháng mấy sang Nga? Dạ, thứ tư tuần tới nè, thứ tư này. Dạ. Dạ. Thứ tư là bay đấy. Dạ. Dạ. Nguyễn Thị Bé Nam hả? Không ạ, Đỗ Thị Bé Năm ạ. Dạ. Xin mục sư cầu nguyện cho em ngày thứ tư này cũng lên mát để đi đón vợ của em. Thứ tư này em cũng lên đón. Thứ tư này cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Mục sư Tuấn ơi, em cũng muốn nhờ mục sư cầu nguyện giúp. Dạ. Dạ, nhờ mục sư cầu nguyện giúp cho em có người chị em tên là Nguyễn Thị Luận là thông gia của em ạ. Chị mới tin Chúa, nhưng mà chị tin Chúa xong rồi về thì chị đau đầu luôn, đau đầu mấy ngày. Thế là xóm nhà người ta lại nói thêm vào. Thế là chị sợ, chị không dám đến với Chúa nữa. Thì xin Chúa, xin mục sư cầu nguyện giúp cho em, để cho người chị em vẫn đức tin và tin cậy ở trong ở nơi Chúa. Chị nó tên chi chị chính ha? Dạ. Chị đó tên gì? Đó tên là Nguyễn Thị Luận ạ. Dạ. Dạ. Chị tin Chúa rồi ha? Chị tin Chúa rồi, nhưng mà về đến nhà thì đau đầu dữ dội, thì chị lại nói chuyện với xóm mấy chị em ở xóm. Thế là người ta nói vào, ở xóm thì toàn những người đi theo Phật thôi. Thế là người ta nói ra nói vào thì chị sợ,
Người ta nói là đi cái đạo đấy thì sẽ ốm đau, sẽ thế nọ thế kia. Thế là chị sợ quá, chị không dám đến nữa. Thì xin mục sư cầu nguyện giúp cho để... Dạ, vâng. Này theo Chúa đâu mà thầy, đâu mà theo tôn giáo. Nói chung chị cũng mới quá rồi, chưa có ai giải thích lời Chúa cho chị kỹ đó. Cho nên chị chưa hiểu lắm rồi. Đôi khi ma quỷ nó bắn phá, nó dùng người thân ngăn trở cho chị tiếp tục theo Chúa. Rồi ma quỷ nó cũng có, nó thử thách chị, làm cho chị đau đầu thì còn tin Chúa nữa hay không đó. Có nhiều cái phương diện đó. Cho nên mình cầu nguyện quỷ phá công việc của ma quỷ. Dạ. Không có quyền đụng đến đời sống của chị Nguyễn Thị Luận. Cô Chính cũng tiếp tục cầu nguyện cho cô Luận nghe. Dạ vâng ạ. Chúa thăm viếng, Chúa thương xót. Dạ. Bây giờ mình biết những người mới thì ma quỷ nó luôn luôn tìm đủ một cách tấn công. Nó gieo sự rắc rối, nghi ngờ đủ thứ hết. Dạ. Để cho họ bỏ Chúa. Bỏ Chúa thì nó mừng, nó kích cái linh hồn. Nó quỷ diệt linh hồn. Thôi bây giờ mình thì chung với nhau cầu nguyện nha. Xin các đại đức Chúa và anh em trong phòng cầu nguyện chúng ta hiệp chung nhau cầu nguyện. Kính lạy Chúa Trời toàn năng là Cha yêu đáo của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi tối tại Việt Nam, buổi sáng tại Hoa Kỳ, buổi chiều tại Nga Sô và tại Đài Loan, Úc Châu. Con cảm ơn Chúa, con thật vui mừng, biết ơn Chúa vì Ngài kéo chúng con làm một với nhau, Ngài kết nối chúng con hết thảy trong vòng tay yêu thương của Ngài. Và Ngài muốn bầm ẩm chúng con, Ngài muốn làm cho chúng con trở nên một dân thánh của Ngài. Con cảm ơn Chúa và chúng con tung hô Ngài. Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Ngồi Chúa ra, chúng con chẳng có thần nào khác. Chúng con chỉ có Chúa độc nhất vua nhì trên đời sống chúng con mà thôi. Bởi cứ đó chúng con có cớ ngợi khen Ngài, có cớ chúng con tôn cao Ngài, có cớ chúng con nhận biết Chúa chúng con là đấng tốt lành, đấng quyền năng, đấng mà không các vũ trụ đời này không có sánh đạt. Phải, con cảm ơn Chúa, chúng con biết ơn Chúa của tôi hôm nay. Chúng con được có cơ hội để rồi chúng con lại gần với Chúa nhiều hơn nữa. Rồi chúng con trình dâng mọi năng đề nhu cầu trong cuộc sống có cần của quý bạn cho em và các đại cơ Chúa buổi tối hôm nay. Trong danh Giê-xu, Chúa nói chúng con rằng trong bất cứ việc gì chúng con làm, trong lời nói hay hành động, chúng con nhân danh Chúa Giê-xu mà chúng con làm. Buổi tối hôm nay chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu, chúng con dâng nhu cầu của cô Chính ở trong tay của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì từng hồi từng lúc Chúa đã làm ơn trên đời sống của cô và trên gia đình của cô. Con cảm ơn Chúa, nhân danh Chúa Jesus, xin Chúa Ngài thăm viếng để đụng chạm đến tấm lòng của cô Nguyễn Thị Luật. Cho con cầu nguyện, cô đã tiếp nhận cứu Chúa Giêsu làm chủ, làm Chúa trên đời sống của mình rồi. Nhưng mà chúng con biết rằng một điều, ma quỷ luôn luôn cũng tìm cách tấn công trên đời sống của cô Luật. Trong danh Chúa Giêsu Christ giờ này chúng con hiệp chung với các đại biểu Chúa, anh em chúng con trong phòng cầu nguyện công bố ra lệnh cho sự cho bệnh nhức đau đầu không còn đến đời sống của cô lần nữa. Và nhân danh Chúa Giêsu Christ xin Chúa chữa lành ngay giờ này. Và xin Chúa cũng giang cái tay nhân từ của Chúa ra và xin Chúa ban cho thay đổi tâm trí của cô lần. Chúa ban cho cô lần có đức tin, có một niềm tin vững chắc nơi Chúa cứu thế Giêsu của chúng con. Và trong danh Chúa Christ xin Chúa Ngài cũng thăm viếng, Ngài đụng trọng tấm lòng của cô Luận để cô Luận thấy được có một sự đụng chạm của Chúa thật sự trên đời sống của cô, có quyền năng thánh linh của Ngài tác động trên đời sống của cô để cô đứng vững giữa thế gian mờ tối này, để rồi cô có thể đứt lại mưu kế, mưu trước cám dỗ của ma quỷ. Và trong danh Chúa Christ một lần nữa ta ra lệnh cho quyền lực tối tăm
cho sự lừa dối, cho bệnh tật không còn đụng chạm đến đời sống của cô lần nữa. Và ta ra lệnh cột trói, mở và cho mày quen xuống vực sau ngay từ giờ này. Và trong danh Chúa Jesus dâng đời sống cô lần ở trong tay của Chúa. Và xin Chúa tiếp tục ngày ban ơn, ngày xuất giàu cách đặc biệt trên đời sống cô lần, để những ngày tháng tới cô lần đi vững vàng ở trong Chúa, không có một quyền lực tối tăm nào kiện cáo và tấn công cô nữa. Bởi vì chúng con tối hôm nay hiệp chung dâng cô lực trong tay của Chúa. Và trong danh Chúa Christ một lần nữa, ta ra lệnh cho sự nhức đầu không còn trên đời sống của cô lực nữa. Chúa phục hồi sức mới cho cô, ban cho cô có sự khỏe mạnh, có sự bình an thật sự của Chúa, để cô bước đi và sống cho Chúa những ngày trên đất này với đời sống tươi mới, đời sống phước hạnh, để cho ma quỷ phải ngạc nhiên. Ma quỷ không có gì mà kiện cáo cô được. Ma quỷ trong danh Giêsu, ma quỷ và thất hại ngay thời giờ này, con cảm ơn Chúa. Con tiếp tục cầu nguyện cho gia đình của cô Khôn Nguyễn, cho con cảm ơn Chúa. Chúa đã làm ơn trên gia đình này. Và Ngài hứa chúng con rằng Ngài hứa với cô Khôn Nguyễn những điều gì thì Ngài có quyền làm trọng những điều đó. Con cảm ơn Chúa, con dâng đời sống cô Khôn Nguyễn và con của cô trong tay của Chúa. Và Ngài hứa chúng con rằng một người tin thì cả nhà được cứu. Con dâng đời sống gia đình của cô Nguyễn trong tay của Chúa. Xin Chúa chúc phước cho chồng của cô là Phạm Bá Hùng, chơi đã tiếp nhận Chúa rồi, nhưng mà ma quỷ là một đứa lừa dối, luôn luôn tìm cách ngăn trở, luôn luôn tìm cách ngăn chặn ngăn chặn lời của Chúa trong đời sống của anh Hùng này. Và có những cái điều mà khiến cho anh Hùng phải có sự lừa dối. Trong danh Chúa Christ, trong danh đời sống anh Phạm Bá Hùng này trong tay của Chúa, ra lệnh cho tất cả quyền lực tối tăm, tà linh, ế linh, sự lừa dối không còn trên đời sống của anh Phạm Bá Hùng này nữa. Và xin Chúa Ngài gia tăng đức tin trên đời sống của anh Hùng, để cho anh Hùng có đức tin mạnh mẽ để chống trả lại ma quỷ và công bố danh Giêsu trên đời sống của anh, để qua sự công bố, qua lời nói của anh, để anh có để có thể chiến thắng được ma quỷ. Xin Chúa Ngài đặt để thần linh tác động trên đời sống của anh Hùng. Trong danh Chúa Christ, ta ra lệnh cho sự nhắc sợ, sự lừa dối không còn trên đời sống của anh Hùng nữa. Và xin Chúa ban cho anh tấm lòng dạn dĩ, can đảm, để rồi anh nói ra lời của Chúa Trời chúng con. Con cảm ơn Chúa, cũng dâng đời sống của anh Hùng trong tay của Chúa. Có những cái điều gì đang trăn trở, có những điều gì làm cho đời sống của anh ngạt ngòi, làm cho đời sống anh của anh không thể nói ra lời của Chúa Trời được. Giờ này nhớ danh Chúa, ta quý phá ra lệnh cho tất cả tà linh, ế linh và những cái điều gì không trục trặc trong đời sống của anh phải tiêu biến ngay giờ phút này. Chúa ban cho anh tấm lòng thông suốt, Ngài sức giàu cho anh, Ngài ban cho anh tâm trí tươi mới để anh nhận biết được tình yêu, nhận được quyền năng của Chúa và anh bước đi và sống cho Chúa một cách vững vàng ở trên đất này. Còn cảm ơn Chúa, xin Chúa tiếp tục là phục hồi sức mới cho anh, gia tăng đức tin cho anh có tình yêu và quyền năng của Chúa một cách hết lòng, để anh có thể sống và dưới thế gian mờ tối này anh có thể làm chứng nhân một cách sống động cho Chúa và chấp đưa nhiều người trở hư mất trở về với Chúa. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cũng dâng lên lời ngợi khen và Chúa đã làm ơn đến gia đình của cô Khôn Nguyễn và anh Phạm Bá Hùng rồi. Chúa tiếp tục trong gia đình này có những điều gì trục trặc, có những năng đề nào thì xin Chúa Ngài chúc phước, Ngài giải cứu và xin Chúa đáp ứng mọi nhu cầu trên gia đình của anh Hùng này. Con cảm ơn Chúa, Chúa cũng chúc phước, Ngài ban ơn và xin Chúa Ngài làm thành điều chúng con cầu xin buổi tối hôm nay. Công trình dân con trai của cô Khôn Nguyễn là Phạm Bá Tuấn ở trong tay của Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa mở lòng của em ra để em sớm tiếp nhận cứu Chúa Giêsu làm chủ, làm Chúa trên đời sống của mình. Chúa cũng cảm ơn Chúa vì chúng con đã được có cơ hội giữ phần với gia đình của cô Khôn Nguyễn ở đây. Nhân danh Chúa hiệp chung nhau lại, ra lệnh cho tất cả quyền lực của tâm không có quyền khống chế đến đời sống của em Phạm Bá Tuấn này nữa. Những danh Chúa, Chúa mở trói cho em có tấm lòng tự do để nhận biết được quyền năng của Chúa, nhận được biết được tình yêu của Đức Chúa Trời là gì, để em có thể chạy đến tiếp nhận cứu Chúa Giêsu làm chủ trên đời sống của mình. Còn cảm ơn Chúa, còn dâng đời sống của em Phạm Bá Tuấn là trong tay của Chúa. Một lần nữa, xin Chúa Ngài đụng chạm, xin Chúa lên Ngài đến Ngài hành động trên đời sống của em. Chúa cho em thấy được tình yêu của Chúa, thấy được quyền năng của Chúa, thấy được cái sự giải cứu trong đời sống của em, để em có tấm lòng tự do chạy đến tiếp nhận cứu Chúa Giêsu làm chủ trên đời sống của em. Con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Ngài, con dâng gia đình
của cô Khu Nguyễn trong tay Chúa. Xin Chúa bảo vệ, gìn giữ, che chở, ban ơn chúc phước để những ngày tháng tới chúng con thấy được gia đình này là gia đình trọn vẹn ở trong Chúa Giêsu chúng con. Những danh Chúa Christ cũng công bố quý phá công việc của ma quỷ, mà không có quyền đụng chạm, mà có quyền đem sự chia rẽ đến gia đình này nữa. Và xin Chúa cứu tất cả những người trong gia đình này, ban cho gia đình này có sự hiệp nhất và trong thánh linh của chúng con cảm ơn Chúa. Alleluia, con ngợi khen Ngài. Chúng con cũng tiếp tục cầu nguyện cho công nhu cầu của Việt Hòa, đó là cầu nguyện cho anh Thưởng, anh Kỷ và chị Văn là những người mới tiếp cận Chúa, cho con dân ba linh hồn trong tay của Chúa. Xin Chúa nắm giữ, Chúa che chở, ban ơn, Chúa bảo vệ. Vì chúng con biết rằng những con người mới thì ma quỷ nó luôn luôn tìm đủ một cách tấn công và gây sự rắc rối, gây sự nghi ngờ ở trong những con người này. Nhưng trong danh Jesus Christ, nói với quyền lực tối tăm, nói với ma quỷ mà cũng có quyền đung đến ba con người này, vì ba con người đã thuộc về Chúa Jesus rồi. Tối nay chúng con hiệp chung dân ba anh chị chúng con ở trong tay của Chúa. Chúa tiếp tục ngài làm cho họ vững tin nơi Chúa. Xin Chúa làm cho họ có một sức sống mới, có quyền năng tinh linh mới để họ có một cuộc đời mới ở trong Chúa Giêsu chúng con. Ô cho họ có đời sống ngay thẳng trước mặt Chúa. Chúa gìn giữ ngài, bảo vệ họ, cho họ có đức tin vững mạnh trong Chúa. Ma quỷ cũng nhớ dân Chúa Christ công bố ma quỷ mày không có quyền gì làm đụng chạm đến những con người này. Hallelujah, con ngợi khen Chúa. Con dân ba người này chúng ta của Chúa, xin Chúa ngài làm cho họ vững đức tin, hiểu biết lời Đức Chúa Trời chúng con nhiều hơn nữa, để rồi mỗi ngày họ có lời Chúa để họ chống trả lại ma quỷ, họ có lời Chúa để họ làm cho tâm linh được lớn lên và mạnh mẽ và sống cho Chúa trong ngày tới. Công bố trong danh Chúa Christ, xin Chúa tiếp tục ban ơn dìu dắt và chúc phước cho anh em chúng con, để anh em chúng con kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, kinh nghiệm được sự giải cứu của Ngài, kinh nghiệm được sự thay đổi đời sống của họ, để mỗi ngày họ bước đi họ sống cho Chúa một cách hết lòng. Con cảm ơn Ngài, con ngợi khen Chúa chúng con. Alleluia, chúng con xin Chúa cũng gìn giữ và ban ơn chúc phước cho họ. Con ngợi khen Ngài. Ô xin Chúa cũng tiếp tục ngài ban ơn cho các nhu cầu của cô Thái Phạm dâng cho Chúa của tôi hôm nay. Cảm ơn Chúa, xin Chúa tiếp tục ngài ban ơn, ngài chúc phước cho ban truyền giáo ở tại Ufa này, được ơn được phước nhiều hơn nữa. Chúa ơi, Chúa sử dụng các trẻ chúng con. Xin Chúa chúc phước cho ban truyền giáo này. Chúa đặt để lời của ngài, thần khôn ngoan, thần mưu trí, thần mưu luận ở trong đời sống của các anh em chúng con ở tại hôm nay, để anh em chúng con đi tới đâu thì chinh phục những con người hư mắt trở về của Chúa đó. Chúa ban phước cho anh em chúng con, và khi họ đi ra họ làm chứng cho Chúa thì xin Chúa cũng chúc phước về tài chính cho họ nữa. Chúa di dê sắm sẵn cho họ tất cả mọi điều. Ô Chúa, xin Chúa cho họ có một tấm lòng mạnh mẽ, tấm lòng nóng cháy, tấm lòng nhiệt thành để họ đi ra làm chứng nhân cho Chúa, công bố trong danh Chúa Christ. Họ bước tới đâu thì những con người hư mất ở tại đó tiếp nhận cứu Chúa Giêsu chúng con. Chúa chúc phước cho vùng đất ở Ufa, ở thành phố Ufa này. Ô xin Chúa ngài mở trói đồng bào chúng con ở đây. Xin Chúa chúc phước cho anh em chúng con. Chúa ban cho anh em chúng con, đặc biệt là những người trong ban truyền giáo này, họ được ơn gặp thêm ơn, họ có uy quyền, có trong danh Giêsu để họ đi tới đâu thì đem sự giải cứu tới đó, đi tới đâu thì họ cầu nguyện Chúa chữa lành từ đó, họ đi tới đâu thì xin họ cầu nguyện thì Chúa giải cứu và Chúa đáp ứng mọi năng đề tới đó. Con cảm ơn ngài. Trời cũng cầu nguyện xin Chúa ngài chúc phước cho công việc đi ra rao giảng phúc âm họ, vì Chúa nói chúng con rằng ai rao giảng phúc âm thì nuôi mình bằng bởi phúc âm. Cũng cầu nguyện xin lời của Chúa hình thành và được ứng nghiệm trong buổi tối hôm nay. Chúa di đê ngài sắm sẵn cho tất cả mọi điều, đầy đủ tài chính, đầy đủ tất cả mọi điều, để rồi họ có thể an tâm đi ra hầu việc Chúa. Cũng công bố là phước hạnh và sự thương xót của Chúa buổi tối hôm nay tuôn ra trên đời sống của họ, để họ mạnh dạn, họ can đảm, họ bước đi, họ sống với Chúa, họ không bao giờ quay lưng lại đằng sau, và họ có thể nhắm Chúa Giêsu chúng con mục đích, mục tiêu để họ chạy đến và họ tìm kiếm từ nơi Chúa chúng con. Con xin Chúa ngài di đê ngài ban ơn cho họ. Con cảm ơn Chúa và xin Chúa cũng chúc phước cho công việc làm của họ nữa. Cho Chúa chúc phước cho công việc của họ làm được buôn bán được hanh thông thành vượng. Chúa ơi, con xin Chúa ngài ban ơn ngài đưa đẩy nhiều người đến mua hàng của họ, để họ rồi họ có thể làm ra tài chính, và họ có thì giờ họ dâng hiến cuộc đời mình, họ đi làm chứng, và họ có thêm tiền bạc để họ làm những công việc lành được. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước và chúc phước cho những tấm lòng, những con người có một sự đối khác, có một sự ước ao ở tại nơi đây. Xin Chúa làm thành những điều đó trên đời sống của họ.
Con cảm ơn Chúa và xin Chúa cũng chúc phước cho những người mà họ đã làm chứng tiếp nhận Chúa rồi. Con cầu nguyện xin Chúa gìn giữ, che chở, Chúa ban ơn cho những người mới này họ vững tin nơi Chúa và cũng công bố danh Chúa Christ. Xin Chúa nắm giữ cuộc đời những người mới tin Chúa này. Chúa bảo vệ, Chúa che chở họ. Nhân danh Chúa Christ ta ra lệnh cho quyền lực của tâm ma quỷ quyền mày không có quyền đụng đến những con người mới tiếp nhận Chúa này, bởi vì những con người này đã thuộc về Chúa Giêsu rồi. Xin Chúa tiếp tục này làm ơn trên đời sống họ, bảo vệ, gìn giữ và che chở nên chúng con, để mỗi ngày họ kinh nghiệm được tình yêu, họ kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa, họ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa và họ bước đi, họ sống cho Chúa trong những ngày còn lại trên đất này. Con cảm ơn Chúa. Ô xin Chúa chúc phước cho ban truyền giáo này. Ô không những tại Ufa nữa mà tại thành phố tháng 10 Nga nữa và tất cả lan rộng ra khắp nơi ở đất nước Nga Xô nữa. Chúa ơi, cũng cầu nguyện Chúa chúc phước cho họ, thêm linh thánh linh quyền năng lửa trong đời sống của họ, để họ đi tới đâu thì ngọn lửa thánh linh bùng cháy tới đó, để xin Chúa phán hưng và sử dụng những con người ở tại trong ban truyền giáo này để phán hưng đất nước Nga. Cũng còn cảm ơn Chúa, còn dâng lên lời ngợi khen chúc tụng tôn quý vì tất cả những điều gì anh chị em chúng con làm để ngợi khen Chúa và được Chúa vinh hiển. Con cảm ơn Ngài. Con tiếp tục cầu nguyện cho ông Đào Văn Thư. Ô xin Chúa chữa lành bệnh suy thận cấp 3 của ông. Chúa ơi, cũng cầu nguyện đối với bác sĩ đời này bó tay, nhưng con tin này Chúa Giêsu chúng con là đấng chữa lành mọi bệnh tật. Chúa Giêsu chúng con là đấng làm tất cả mọi sự. Con cầu nguyện xin Chúa giang cái tay quyền năng của Ngài đụng chạm đến đời sống của ông Thư này, cũng công bố sự chữa lành bệnh thận này phải được chữa lành ngay bây giờ này. Chúa ơi, ta ra lệnh tất cả những điều gì lồng cho trúc trặc trong hệ bộ phận thận này thì xin Chúa Ngài cắt đứt bội hóa những việc đó và xin Chúa phục hồi sức khỏe trong và chữa lành ngay bây giờ này. Chúa ơi, để qua đó đời sống của ông Thư kinh nghiệm được sự chữa lành của Chúa, kinh nghiệm được tình yêu của Chúa và bước đi và sống cho Ngài trong những ngày còn lại đất này, và ông có thể có cơ hội ngợi khen Chúa và hợp tác với quý bạn trên chúng con ở tại vùng đất Ufa này để bước đi và sống và hầu việc này. Con cảm ơn Chúa, con cầu nguyện xin Chúa này cho ông có cơ hội để ông nhận biết được Chúa Giêsu chúng con và ông mở lòng và tiếp nhận cứu Chúa Giêsu làm chủ làm Chúa trên đời sống của ông. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Giêsu tình nhân danh Chúa Christ, ta nói với bệnh tật, nói với ma quỷ mà không quyền gieo sự rắc rối, mà không quyền đụng đến cơ thể của ông Đào Văn Thư nữa, bởi vì ông đã kinh nghiệm, đã thấy được quyền năng của Chúa ở trên đời sống của ông. Còn cảm ơn Chúa. Chúng con tiếp tục cầu nguyện cho cháu Minh bị viêm họng dị ứng trong thời tiết này. Chúa ơi, con cầu nguyện kinh dân cháu Minh này trong tay của Chúa. Chúng con công bố sự chữa lành của Chúa đến trên ngay cơ thể của em ngay giờ này. Công bố sự viêm họng phải tiêu biến mất đi và xin Chúa phục hồi lại sức khỏe. Chúa thêm lên đức tin, thêm lên sự tươi mới trong đời sống của em. Quyền năng tới lên tiếp tục vận hành tác động đến đời sống của anh của em và khiến cho tất cả những cơ quan tế bào trong cổ họng này trở lại bình thường. Còn cảm ơn Chúa, những viêm họng này phải được lành ngay, không còn ở trên đời sống của em nữa, và công bố tất cả mọi điều dị ứng trong đời sống của em mình này không còn nữa, và xin Chúa chúc phước này bảo vệ và che chở và gìn giữ đời sống của em mình này trở nên khỏe mạnh. Chúa phục hồi sức mới cho em. Còn cảm ơn Chúa, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa chúc phước cho cái năng đề ở trên đời sống của cô Thơm này. Trời ơi, ôi xin Chúa ngài ban ơn là cho cô Thơm được ơn của Chúa, và xin Chúa cho cô Thơm thấy được cái điều này và cô Thơm biết luôn luôn dành thời giờ tương giao với Chúa. Xin Chúa bày tỏ ý muốn tốt lành trên đời sống của cô Thơm. Xin Chúa cho cô Thơm có một tình yêu của Chúa thật sự, có một tấm lòng yêu mến tha nhân cách thật sự, Chúa ơi, để rồi qua những ngày tháng, ôi vì Chúa đã có chương trình, có kế hoạch để đời sống của cô Thơm. Ô xin Chúa cho cô Thơm biết đầu để thời giờ cầu nguyện thương giao với Chúa, để Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài là trên đời sống của cô Thơm, để cô Thơm có thể bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người mắc nợ của cô nữa. Xin Chúa chúc phước cho cô Hằng này, xin Chúa hành động và xin Chúa làm việc trên đời sống của cô Hằng này, để giữa cô Thơm và cô Hằng này có một cái mối thương giao thông công mật thiết với nhau trong tình yêu của Ngài. Cô công bố bé gái tất cả quỷ phá cái chương trình của ma quỷ. Ô những cái điều gì khiến cho cô Thơm và cô Hằng này không bởi vì tiền bạc mà chia đãi, nhưng mà xin Chúa ngài kéo cô Thơm và cô Hằng lại, và xin Chúa ngài
làm cho tấm lòng của cô Hằng này được trở nên tấm lòng mềm mại, tấm lòng yêu thương, tấm lòng ngay tháng đến ngày tới cô Hằng này. Xin Chúa chúc phúc cho cô Hằng này có số tiền để trả nợ lại cho cô thân trong những ngày tới. Cô công bố rằng quyền lực tối tăm ma quỷ mà không có quyền đụng chạm đến cái mối tương giao thông công của giữa cô thân và cô Hằng này. Cô công bố những ngày tới, xin Chúa ngày tiếp trợ, ngày đêm cái mối thông công này trở lại một cách yêu thương ở trong Chúa chúng con. Công bố trong danh Chúa Christ những ngày tới cô Hằng phải trả một số tiền mà đã mắc nợ cô thêm để mà trả là hoàn toàn trong những ngày tới. Con cảm ơn Chúa, con dâng điều này trong tay của Chúa. Xin Chúa tiếp tục ngày vận hành, xin Chúa ngày bày tỏ tình yêu và sự thương xót của ngài trên đời sống của cô Hằng để cô Hằng thấy được nơi mà đời sống của cô thêm để có một tấm lòng tha thứ, tấm lòng yêu thương, tấm lòng nhịn nhục và tấm lòng khoan dung. Con cầu nguyện xin Chúa chúc phước cho điều này. Con tạ ơn Chúa và chúng con cũng tiếp tục cầu nguyện cho cô Thảo. Chúa ban ơn cho cô Thảo, ơn Chúa ngài chúc phước cho cô Thảo, Chúa chức giàu cho cô cách đặc biệt. Cho xin Chúa cũng ban ơn cho công việc làm của cô nữa. Chúa ơi, cô cũng đang có một cần một số vốn tiền để làm vốn buôn bán. Chúa cũng cầu nguyện xin Chúa ngài chúc phước, ngài ban ơn cho điều này. Chúa ơi, xin Chúa cũng cho cô Thảo thấy được nhu cầu cấp bách trên đời sống của mình. Muốn làm gì, muốn buôn bán cái gì, xin Chúa ngài dạy dỗ cô Thảo. Và xin Chúa là đấng Jehovah Jireh, ngài sẵn sàng tất cả mọi điều. Chúa chúng con là đấng giàu có, ngài tự làm nên nghèo để rồi chúng con giàu có phải. Trong danh Chúa Christ, xin Chúa ngài Jireh, ngài cung ứng cho cô Thảo có một số tiền để làm vốn, để buôn bán, để làm ăn. Con cầu nguyện xin Chúa chúc phước cho điều này. Ngài thương, ngài yêu chúng con thì ngài yêu cho đến cuối cùng. Trong đó có cô Thảo, con cảm ơn Chúa, con dâng nhu cầu cô Thảo trong tay Chúa. Chúa chúc phước cho gia đình, chúc phước cho con cái, chúc phước cho nơi cô ở. Và Chúa ơi, Chúa cũng chúc phước cho những cái lô đất ở tại Việt Nam này. Xin Chúa ngài cho cô cũng chúc phước cho những mảnh đất đó cô bán được, để rồi cô có thể có thêm vốn tiền để cô làm vốn để buôn bán. Con cảm ơn Chúa, Chúa chúc phước, xin Chúa ban cho cô sự bình an. Trong danh Chúa Christ, chúng con cũng nhận rằng cô đang bất an, cũng cầu nguyện xin sự bình an của Chúa đến trên cô và xin Chúa làm cho cô có sự bình an thật của Chúa. Chúa ban cho cô có sự vui mừng và ban cho cô có tình yêu, ban cho cô có một cái sự hứng hở ở trong nơi danh Chúa. Cũng dâng điều này của Chúa, xin Chúa tiếp tục ngài đụng chạm đến đời sống của cô, cho cô quên tất cả những sự nhọc nhằn, sự bất an, và Chúa đặt để sự bình an cai quản trong lòng của cô để cô hướng dẫn cô đi đúng đường lối của ngài, suy nghĩ làm việc gì. Xin Chúa ngài ban ơn chúc phước cho cô. Con cảm ơn Chúa, chúc phước trên đôi tay của cô, chúc phước cho công việc làm của cô được hanh thông, được may mắn. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah, con ngợi khen ngài. Chúa cũng tiếp tục cầu nguyện cho ông Phạm Văn Đáng, Chúa ơi, bị mất trí và ông cũng đang bị bệnh tai biến rồi. Chúa ơi, con cầu nguyện dân ông Đáng là trong tay của Chúa. Xin Chúa ngài tiếp tục ngài hành động, ban ơn chúc phước chúng con, vì chúng con là đấng chữa lành, đấng chữa